Dâu dâu dâu, bà còn sầu trong cái 525 quay trở lại của MNG trong series bình luận Italy Server. Đây là MNG đến được server Taiwan anh em nhá. Chúng ta cùng đến với chế độ Smart của server Taiwan. Đừng quên 3 giờ ngày chúng ta, 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em quý mình hãy like, subscribe kênh Double YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến thế giới cao ép. Tôi được cập nhật đăng tải update thường xuyên như này. Rất mong một số tất cả mọi người sẽ em MNG với cả hai kênh Double Gaming và Double YouTube nhá. Yes, còn bây giờ thì chia đỏ. Đứa đầu tiên anh ạ. Chip không ai mà Kyo Mythic Athena căng kèo. Cả hen. Chọn nè. Không cho bạn làm gỗ đâu. Kỹ rồi nhìn nó ngầu. Phun kỹ rồi nhìn nó ngầu rồi nha. Kỹ rồi nhìn nó ngầu rồi nha. Ngầu rồi nhỉ, ngầu đét chưa? Thế đã đủ ngầu chưa? Đã đủ ngầu chưa nha? Thế đủ ngầu chơi nha. Đét đẹp, đẹp luôn đấy chứ. Không phải ngầu bình thường nữa. Thế mà không rớt được cái điểm của nó kìa, không rớt được cái nội tại stack của nó kìa anh em kìa. Không rớt được của nó à? Nó rớt nữa không? いくぜ。受けろ。このブラ。で、お前だ。いくぜ。そろそろ決めるぜ。やりや。
Nó bị khiêu khích nên nó bị phản cái thế nha anh em. Mày không biết tiền còn vào nét thì mày thế à? Khiên cái bàn nét rồi. Chỉ đủ để quay lại. Chịu thật, thu nhỏ lại. Thằng nghe anh hai mươi điểm nó sẽ phản lại một cái tuyệt kỹ như anh, nhưng mà đội thiếu khích nó không phản lại một tuyệt kỹ thì nó không mất cái nội tại của nó, đúng không? Đúng là nhiều cái nó tương sinh tương khắc với nhau, đúng không? Nghĩa là hen nó chỉ phản được một phát thôi nhau, nghĩa là hen nó chỉ phản được một phát thôi, nhưng vấn đề là nó đang bị khiêu khích thì nó không tư sinh được tuyệt kỹ của nó để nó lên cái nội tại của nó, nó vẫn lực nhau. Hết cứu rồi nhá. Giờ thì hết cứu rồi nhá. Giờ thì ngả cứu rồi nhá. Khiêu khích của Midic không giải được. Bây giờ khó chưa? Khó nha. Động ai thì động Midic. Sầm Bắc này ngay chừng là thật sự là khó. Khó thật sự, Midic nó vẫn tượng đài trong trận đấu Sầm Bắc này. Midic phải biết dùng để đối đầu Sầm Bắc để lá chén. Thấm vào đâu đâu. Lên nội tại của Athena. Ủa, mất Midic kìa. Cuối cùng Midic cũng đi bụi nhỉ. Sao nó còn bé hơn được không? Nó đã bé, nó còn bé hơn nữa được không?
chiến thắng của Emin gì trước Chico IUM ở CWN 2. Đến lượt đấu tiếp theo này. Kyo sở 17. Chỉ có sự mắc mà tư chất 15 nhìn nó buồn đấy nhỉ. Đang đánh tư chất 15 hào hứng nhiệt huyết. Đang đánh tư chất 15 hào hứng nhiệt huyết như thế mà cuối cùng lại bắt một game đấu không có tư chất 15. Terry của server 23 nói nhất là như thế này. Nó sẽ lấy Gonit rồi. Lấy Gonit vài build thôi. Mình đánh trước à? Không lấy được mạng của nó nhè. Nếu không lấy được mạng của nó nhè. Sir,
mang con kia vào giải à? Giải và xong với chúng tôi. Bacame. Die forever, lady. Chờ một chút đi anh. Đâu ですか? Chờ một chút đi anh, tội lỗi đấy. Nó còn một tướng như vậy. Đâu ですか? Mình không choáng nó thì mình hết hơi. À thế thì mày bong rồi. Chào sẽ em liều lĩnh nhỉ. Liều lĩnh thì đúng không nhỉ? Dám để đấy à? Liều lĩnh à? Cũng đến video tiếp theo nào. Liều lĩnh thật sự. Cùng đến ngày đấu tiếp theo này. Đùa lòn của xe bộ S2. Ở kìa. Này không có tư chất 15 này. Cày phải đánh nhau. Nốt game này nhờ không có tư chất 15 nên anh phải đánh. Ác 13 xe bộ 77. Trời ạ, vậy là chúng ta tập kết lại là không có tư chất 15 ở đây. Ê, như vậy. Mà hai game tư chất 15 ở đâu đi? 4 game tư chất 14. Cũng biết. Đủ khơi khơi khi cũng không muốn chơi nữa đi. Không có khi không muốn chơi luôn. Còn chất lượng thì Oh,
限流王儀。ほらほら、こりゃ青昇降拳。喝完吐我呀。バカめ。耍子。哎呀，我。乜嘢咩？咪系讲做和嚟噶，咪系人做和啦，咪系人做和啦，老土quit rồi。Ở clip này mình cũng xin phép được tạm dừng lại thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo nhé. Vi Tích vẫn làm một cái gì đó rất kinh khủng đúng không? Bye bye, see you again.